Như thường lệ trong phần tiếp theo của chương trình Cà phê ngày mới, chúng tôi sẽ được điểm qua những thông tin nổi bật trên báo chí ngày hôm nay. Thưa quý vị, hầu hết báo chí sáng nay đều đăng tải thông tin triệt phá thành công chuyên án thổi giá thiết bị sinh phẩm y tế quy mô cực lớn của Bộ Công an. Báo Thanh niên trên trang 6 đăng tải thông tin với dòng nhan đề lớn bắt giữ đại gia y tế nâng khống giá ký xét nghiệm COVID-19. Vụ việc này xảy ra tại công ty công nghệ Việt Á, tức là công ty Việt Á và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương và một số đơn vị địa phương khác. Công ty Việt Á có trụ sở tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Quá trình kinh doanh và tiêu thụ kit xét nghiệm lợi dụng vào tính chất cấp bách về nhu cầu test nhanh COVID-19 của các địa phương trên cả nước. Sản phẩm kit test thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên là Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị vật tư sinh phẩm y tế cho các bệnh viện cdc các tỉnh thành phố sử dụng sau đó thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách công ty việt á sử dụng pháp nhân trong hệ thống công ty liên danh công ty con lập hồ sơ chào hàng sản phẩm xác nhận khống các báo giá để hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng thanh quyết toán cho công ty việt á theo giá do công ty việt á đưa ra tức là cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất Cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tư pháp đối với 7 người có liên quan về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có lãnh đạo công ty Việt Á, lãnh đạo CDC Hải Dương. Tiếp tục những thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19, trong những ngày gần đây chúng ta thấy rằng tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương có diễn biến phức tạp và thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới, và điều đáng lo ngại là số lượng bệnh nhân COVID-19 là trẻ em cũng tăng nhanh, trong đó nhóm bệnh nhi trở nặng cũng tăng. Theo ngành y tế thì đã có nhiều bằng chứng rõ ràng và cho thấy rằng béo phì chính là một yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh COVID-19 nghiêm trọng và tử vong kể cả ở người lớn lẫn trẻ em. Và phản ánh thực trạng này, báo Pháp luật Việt Nam số ra sáng nay đã có bài viết trên trang 2, kỳ nghỉ COVID và nỗi lo với sức khỏe trẻ em. Cụ thể theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2019-2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tại Việt Nam tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì tăng gấp 2,2 lần từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020, chiếm tỷ lệ cao hàng đầu là khu vực thành thị với 26,8%, nông thôn 18,3% và miền núi 6,9%. Điều đáng nói là có đến 53% các phụ huynh không biết con mình bị thừa cân hoặc đánh giá thấp hơn mức bình thường bài viết cũng chỉ ra dịch bệnh đã làm xáo trộn ít nhiều lối sống của các gia đình, đặc biệt là trẻ em có thời gian xem tivi, chơi điện tử và ngủ nhiều. Mặt khác tại các gia đình trong thành phố thường dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh tạo điều kiện cho trẻ em ăn vặt, ăn nhanh. Thưa quý vị và các bạn đấu giá biển số xe lần đầu tiên được cục cảnh sát giao thông đề xuất vào năm 1993. Một số địa phương từng vượt đào tổ chức đấu giá biển số xe nhưng đã bị bộ tài chính và bộ công an tuyết còi vì vướng phải vòng pháp lý. Sau gần 30 năm, đề xuất này được đưa ra 5 lần nhưng vẫn chưa thể được thực hiện. Trở lại với vấn đề này, trên báo tuổi trẻ ở trang 2 và trang 3 có bài viết Đấu giá biển số, đề xuất gần 30 năm. Bài viết cho biết dự thảo đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá của Cục Cảnh sát Giao thông. Đề án này nhiều năm qua được dư luận các chuyên gia ủng hộ vì đáp ứng nhu cầu có thật của người dân, tăng tính công khai minh bạch trong việc cấp biển số xe, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Theo lãnh đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, nguyên nhân chính khiến đề án được đề xuất nhiều lần nhưng chưa thể thực hiện là do luật giao thông đường bộ có hiệu lực từ năm 2008 đang cấm việc mua bán biển số. Đây là rào cản pháp lý cho việc đấu giá biển số xe, do đó để thí điểm đấu giá phải sửa luật và quốc hội sẽ quyết định và đưa ra nghị quyết thì mới có thể triển khai được. Dự kiến nếu thuận lợi, đề án sẽ được quốc hội chấp thuận và ra nghị quyết về việc thí điểm đấu giá biển số xe sẽ thực hiện ngay trong năm tới quý vị thân mến chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm và đây chính là thời điểm mà nhu cầu giao thương tăng nhanh và cũng cứ vào dịp cuối năm thì thường tình trạng ủn ứ hàng hóa nhất là nông sản tại các cửa khẩu ở khu vực phía bắc thì tiếp tục lại tái diễn và thời điểm này thêm nguyên nhân dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp phía trung quốc thông quan càng chậm hơn và vì sao nông sản Việt thụ động và việc gỡ điểm nghẽn thông đường cho nông sản tại các cửa khẩu phía Bắc chính là bài toán sớm cần có lời giải. Báo Đại Liên kết trên trang 6 có bài viết gỡ điểm nén gỡ, gỡ điểm nghẽn thông quan nông sản Cụ thể là bài viết cho rằng, nông sản Việt Nam nhiều lần rơi vào tình trạng ùn ứ khi phía Trung Quốc có động thái ngừng thu mua. Điều đó cho thấy doanh nghiệp Việt quá phụ thuộc vào một thị trường khiến nông sản Việt rơi vào thế bị động. Để giải quyết nút thắt này, đòi hỏi doanh nghiệp cơ quan quản lý phải tìm đến những thị trường xuất khẩu mới bền vững. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt vẫn còn mù mờ về thị trường Trung Quốc lẫn đối thủ. Hiện nay, nông sản Việt mới chỉ bán qua cửa khẩu biên giới Trung Quốc, trong khi nông sản đối thủ đã thâm nhập sâu vào nội địa. Phân tích nguyên nhân sâu xa, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp là nông dân tư duy mùa vụ, doanh nghiệp tư duy thương vụ, chính quyền địa phương thì tư duy nhiệm kỳ. Vào ngày 16 tháng 12, Bộ Y tế đã ban hành văn bản hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 với những quy định được nới lỏng đáng kể và tạo thuận lợi để bà con về quê đón Tết. Trên báo tuổi trẻ ở trang 18 và 19 đăng tải bài viết với nhiều kiều bào ta trước thông tin này. Theo đó, thì Bộ cho phép cách ly tại nhà 3 ngày đối với người đã tiêm đủ và 7 ngày đối với người chưa tiêm hoặc là tiêm chưa đủ. Thông tin này một lần nữa khiến cho nhiều người Việt xa xứ yên tâm hơn khi lên kế hoạch về nước trong dịp cuối năm này. Nhiều người cho biết chính sách mới giúp họ tiết kiệm thời gian và giảm thiểu nhiều rủi ro từ việc cách ly tập trung. Tuy nhiên, cũng có kiều bào chia sẻ, thông báo đưa ra cận dịp lễ nên rất khó để mua vé máy bay. Giá vé máy bay trong dịch bệnh còn cao vượt quá khả năng chi trả của nhiều người và đó cũng sẽ là trở nên trở và đó cũng là trở lực cuối cùng với những người con xa xứ đang mong ngóng được đoàn tụ với gia đình của mình trong Tết này. Hiện với chuyến bay thuê trọn gói bay charter từ Mỹ về Việt Nam có giá khoảng 120 triệu đồng một vé, tức là đắt hơn gấp chục lần so với trước đại dịch, một kiều bào trong nước chia sẻ. Rõ ràng câu chuyện cuối năm thì được rất là nhiều người quan tâm và có rất nhiều điều xảy ra. Tại các hãng tàu xe chúng ta thấy rằng là có những nơi thì giá vé tăng cao, còn có những nơi thì tình trạng ế ẩm vẫn tiếp diễn. Và giữa lúc thị trường vé tàu xe Tết trong nước gặp cảnh là ế đồng loạt, mặc dù có nhiều chính sách ưu đãi cho hành khách, Báo Thanh Niên phân tích hiện tượng này trên trang 2 và trang 3. Bài viết cho hay, trước đây việc canh mua vé máy bay, vé tàu xe cuối năm trở thành nhiệm vụ chính của những người con xa xứ. Thế nhưng năm nay đã bước sang nửa cuối tháng 12, Tết Nguyên đán năm 2022 đã tới rất gần, nhưng hầu hết mọi người vẫn thở ơ với vé Tết. Đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, tính từ khi mở bán chính thức ngày 15 tháng 11 tới ngày 18 tháng 12, lượng vé bán ra trên hệ thống từ ga Hà Nội đi các ga mới chỉ đạt khoảng 300 vé, bằng 10-15% so với lượng vé bán ra cùng kỳ các năm trước. Tình trạng diễn ra từ tương tự tại nhiều bến xe trong nước, đại diện bến xe miền Đông cho biết số lượng khách mua online gần như bằng không, khách mua vé trực tiếp lác đác. Bình quân mỗi ngày xuất bến 150 tới 170 chuyến xe, mỗi chuyến chỉ có 5 đến 6 khách, so với giai đoạn bình thường trước dịch, lượng xe xuất bến chỉ đạt từ 12 cho tới 15%, hành khách chỉ đạt 5% nguyên nhân được các đơn vị lý giải người dân có nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển với giá thành rẻ đa số hành khách thường mua vé gần sắt tết nên lượng vé mở bán sớm không được bán nhiều bên cạnh đó là do diễn biến dịch bệnh khó lường ảnh hưởng tới quyết định thời điểm mua vé của người dân